Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Trek X Carry V7 được trang bị cấu hình bộ chuyển động Asira. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe cho các bác xem. Trek thương hiệu đã quá quen thuộc với những người chơi xe lâu năm. X Carry V7 khung nhôm, nước sơn nguyên bản, màu sơn còn rất là đẹp, rất là ít xước. Check thì sẽ đi với cùng bộ Bonseger. Xe nhập khẩu nguyên chiếc, tất cả đồ nguyên bản Bonseger. Xe này tay bấm Asira, phanh dầu Shimano, tay đi vòng. Bánh này là bánh bánh 27,5. Nhân 1,50. Đùi đĩa Shimano. Đồ chuyển động Asira. Bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe cho các bác xem. Nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này, các bác ấn mũi tên chọn xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 42 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 56-57 cm. Chiếc xe sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m57-58 đến 1m70 thì phù hợp. Asira 9 lít 3 đĩa. Và giá bán của chiếc xe bên em đang là 10,8 triệu, bao ship toàn quốc, các bác chuyển hết tiền. Các bác mà quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bạn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới về những chiếc xe khác của em bên lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.